Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tựa game tên là Nông Trại Vui Vẻ, vừa mới ra mắt bởi nhà phát hành VNG, và đây được coi là phiên bản mobile của game Nông Trại Vui Vẻ trên SingMe rất là đình đám. Mình cũng là fan một thời của tựa game này. Đấy, thì chúng ta có thể thấy đây là một game có đồ họa 2D và được gắn mác là kiểu dành cho mọi lứa tuổi. Hiện tại thì mình mới chơi được tầm khoảng 10-15 phút và mình đã đến tầm level 7 và những bước đầu tiên để mở rộng cái nông trại của mình. Trồng cây, mình sẽ vào shop nhé để mua hạt giống. Hiện tại thì cấp hạt giống cao nhất của mình là cái cây hoa này thôi. Phải lên level thì mới có thể mua thêm. Với các bạn mà đã từng chơi game nông trại thì những cái thao tác này thì rất là quen thuộc và đơn giản rồi. Đấy. Bên cạnh nút shop ở góc bên tay phải màn hình chúng ta sẽ thấy có hình kho này để chúng ta xem hiện tại mình có những cái gì. Bây giờ mình có ít đồ nên là nhìn cũng chả muốn vào. Một cái đặc biệt nữa ở tựa game này là chúng ta có tròn điểm danh nhận quà, nhưng mà chúng ta còn có thể kiểu ứng trước ấy, chẳng hạn như là mình mới chơi được có một ngày thôi nhưng mà mình đã nhận quà được đến ngày thứ 6 rồi, nhưng mà một ngày thứ 7 muốn mở thì lại phải mất kim cương, không ứng được nữa, nhàng nghe. Ngoài ra có quà kiểu x2 tính theo các ngày kiểu chia cho năm đấy. Ở phía trên một dãy cây có sâu này. Phía trên cái dãy cây của mình còn có thấy cái chuồng chó, và nhưng mà không có chó đâu, có nút cứu chó này. Để cứu chó thì chúng ta phải nhờ bạn bè, và nhờ bạn bè cách nào, chúng ta phải kết nối vào hệ thống Zalo của game, và như thế thì chúng ta sẽ tương tác với các bạn bè qua hình thức này, và các bạn sẽ giúp mình kiểu có thêm con chó để trông vườn, không cho người khác sang ăn trộm hoặc là thả sâu mất đấy. Hàng ngày thì chúng ta sẽ cứ trồng cây thế này thôi, và để nhận được thêm thưởng thì chúng ta sẽ bấm vào hệ thống nhiệm vụ hàng ngày ở nút ở góc bên dưới màn hình bên tay trái đấy. Thì chúng ta sẽ, hôm nay là mình đã làm hết nhiệm vụ ngày rồi, phải kiểu tiêu kim cương để nhận thêm nhiệm vụ nữa, để nhận được các phần thưởng khác. Kiểu này, cái này kiểu như là mình dùng kim cương để đổi lấy một cái các cái phần thưởng khác theo một hình thức gián tiếp đấy. Ngoài ra có hệ thống thành tựu này để chúng ta nhận được kim cương, ngoài việc kiểu nạp những này nọ. Ở góc dưới màn hình là chúng ta có thể thấy hệ thống những cái đồ mà mình có thể tiện lợi để chăm sóc cây cối. Chẳng kiểu phân bón này, rồi xịt trừ sâu này, vợt, rồi xúc xẻng này nọ. Mình thấy về cảm quan thì mình thấy có tựa game này khá là giống với game Khu Vườn Trên Mây. Cũng là một cái tựa sản phẩm rất là đỉnh đám, hot và nhiều người chơi dã man, nên đứa cháu 3 tuổi của mình cũng chơi. Khám phá thêm một tính năng cộng đồng này, chúng ta sẽ thấy ở góc bên tay phải phía dưới màn hình sẽ có nút cái mặt mặt đấy. Thì chúng ta ở tựa game này để chơi với những người khác thì chúng ta bắt buộc phải kết nối Zalo để mọi người có thể kiểu tương tác với nhau, đi chăm sóc cây hoặc là phá nhau này nọ. Hiện tại là mình có kim chi này, kiểu bạn sẵn. Có một sự lăng nhẹ, có lẽ là nhà kim chi đang bận và chúng ta không thể vào được rồi. Thế thì chúng ta có thể thấy là vào nhà kim chi rồi này. Thấy là tựa game này có đồ họa 2D và dung lượng chỉ tầm khoảng 30MB thôi, nên là hầu hết máy nào cũng chơi được. Và cái thể loại game này thì thường rất là dễ chơi và dễ gây nghiện. Lúc mình chơi Khu Vườn Trên Mây với Nông Trại Vui Vẻ là kiểu cứ bị kiểu hôm nào cũng phải vào, rồi cứ chăm chiếc rồi ấy này nọ. Tuy nhiên thì tựa game này mình không có kiểu chăm sóc thú nuôi nữa, thú nó cũng rất là hay. Có lẽ là do một số cái gọi là giới hạn của phiên bản mobile như thế này. Và khi mà tải game này thì các bạn nên lưu ý một chút là hiện tại cái kiểu game mà về nông trại ấy có rất là nhiều. Nên là khi mà bạn vào CH Play ấy và search theo từ khóa là Nông Trại Vui Vẻ thì nhớ tìm game có icon là cái hình củ cải màu trắng thì mới được. Còn nếu mà hình khác là dễ kiểu không phải chuẩn cái mà mình đang nói về đâu. Đặt thêm chậu này, kiếm tiền quá chậm. Đó. Đây, thì bây giờ mình lại phải đợi thêm khoảng 47 giây nữa để cây ra hoa.
đây là một kiểu cuộc kháng chiến trường kỳ và lâu dài, chúng ta sẽ phải lần lượt. Và tất nhiên là chúng ta phải nên nhớ là đăng nhập Zalo thì mới kiểu tăng cái sự hấp dẫn và kịch tính của tựa game này lên. Còn nếu mà cứ một mình mà lùi thủi trong cái vườn nhà mình ấy thì chả có gì hấp dẫn cả. Phải kiểu mở rộng quan hệ, giao lưu rộng ra, giao xa xa ra. Đó, thì vừa rồi là trải nghiệm của mình về tựa game Nông Trại Vui Vẻ của nhà phát hành VNG với phiên bản mobile. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các clip trải nghiệm sau của gamehub.vn.